maya chim bao rất sâu. Ngài voi trắng vùng liên hoa từ trên cao bay đến hóng hà. Nơi thành Kapila Bát Maya về nơi quốc phương. Đường về Debrahala hoàng hà xanh thế tôn, hào quang dạng người lùm đi mi, chư thiên tiêm đòn Siddhartha, bay đoa sen nhìn nần gót ngài, thần thức Phật thì hiện đáng xanh, Bukharini lưu nước nơi trời. Rồi sách dung thế tôn bậc đằng giác, vua tình phàn đã cho truyền thầy nói danh ở khắp nơi. Với lời tiên tri ngài sẽ thành vân vi nhân cao quy ngật trời. Nhưng hoàng hậu xứ Kolia đã vắng xanh rời thế gian, về coi Tassila bay ngày sau hà xanh thay tư. Để lại bậc ngài 80 sắc đêm từ cõi người và cõi trời, 32 tường hào vua Ngà Đồng Tôn đạt thành nguyện cầu trên Phật đàn xanh. Dưới cây Sĩ Đa Sô Ca Nhật thế nhân Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Và các kiến thức